trọng tải lớn quá, nó nặng cho nên là giờ xuống nước là phải nhờ một chiếc ghe khác tầm 16 mét để kéo chiếc tàu gỗ này ra. Đột nhìn cảnh hấp dẫn. Hầu nó xuống nước là một chiếc ghe 19 mét vô là ra. Xài ghe sai đảo ở đây à. Sang đậu rê ạ. Rê. Bò bay vô nó như sương mù. Dàn sàng xuống dưới nó còn nằm trên sàng á. Bộ nó xa cho kia sàng ngang thấy dài vô xuống. Đen luôn. Thêm ghê ơi. Thank you.
rồi thấy chiếc ghe đang dắt là chiếc ghe dài 16 mét và chiếc ghe ở bên phía dưới này là chiếc ghe 18 mét. Nhưng mà đậu gần ở bên chiếc ghe này thấy mấy chiếc ghe đó nó còn có tí xíu à. Thì mọi người biết chiếc ghe này có cái kích thước tầm bao nhiêu rồi. Sai anh đổ rê ạ. Rê rê. Găm vàng sàng xuống dưới nó còn nằm trên sàng á. Sai đổ rê á. Rê rê. Đây à.
lên ghe ơi. Chưa tới số mà đó, tới rồi. Đó. Trời sai lên luôn ơi. Lúc hậu nhìn lên luôn. Nhặt lên luôn. Mũi đặt đây xuống nước mũi nó nấu.